Xin chào anh chị và các bạn Tỷ phú Warren Buffett, nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại đã từng chia sẻ Giá là số tiền mà bạn phải trả Giá trị là thứ mà bạn nhận được Cho dù chúng ta đang nói về tất chân hay cổ phiếu Thì tôi vẫn thích mua hàng hóa có chất lượng khi thứ đó giảm giá Thì đây cũng chính là những cái điều gói gọn trong triết lý thành công của tỷ phú Warren Buffett thật đúng vậy trong đầu tư giá trị hiệu quả sẽ đến khi chúng ta xác định được đâu là giá trị của doanh nghiệp của cổ phiếu từ đó xác định được những vùng mua hấp dẫn có thể mang lại lợi nhuận cao vượt trội so với thị trường bên cạnh đó chúng ta cũng xác định được đâu là vùng trên giá trị để từ đó có thể bán cổ phiếu chốt lời thành công và mang lại cái hiệu quả cũng như thành quả cho nhà đầu tư bởi lẽ đó ở trong phần thứ 7 trong chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z. AZFIN sẽ gửi đến các anh chị 5 phương pháp định giá cổ phiếu hiệu quả nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau vào từng phương pháp một. Thứ nhất đó là phương pháp định giá phổ thông nhất P trên E. Thì P tức là giá thị trường của cổ phiếu. E là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu thì bằng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ chia cho số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty đó từ đó ra lợi nhuận của mỗi cổ phiếu. P trên E là hệ số giá trên thu nhập mỗi cổ phiếu. P trên E có thể tính bằng vốn hóa thị trường của toàn bộ doanh nghiệp chia cho lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông của công ty mẹ của doanh nghiệp đó. Thì đấy là cách tính. Và giá cổ phiếu hợp lý thì sẽ bằng P trên E hợp lý nhân với EPS tức là earning per share viết tắt là E đó. Ví dụ như là một cổ phiếu có PE hợp lý là 10 lần chẳng hạn. Thì EPS bằng 3.000 thì giá cổ phiếu sẽ là 30.000 đồng và thấp hơn giá 30.000 đồng đó thì tức là giá rẻ hơn giá trị và cao hơn 30.000 đồng là giá cao hơn so với giá trị. Vậy chúng ta sẽ ứng dụng định giá P/E vào cổ phiếu như thế nào? Thì ở trên đây thì chúng tôi đưa đến các anh chị Đây là báo cáo tài chính của một doanh nghiệp Đó là công ty uh, hàng tiêu dùng Masan Consumer MCH Thì EPS 9 tháng đầu năm 2023 của MCH khoảng 6.713 đồng Ước cả năm EPS đạt 8.200 đồng Hay EPS 4 quý gần nhất của Masan Consumer thì cũng là 8.200 đồng thì PE hợp lý cho MCH là một cổ phiếu đầu ngành lĩnh vực hàng tiêu dùng xứng đáng từ 10 đến 13 lần, tức là thấp hơn cả VN Index. Thì khi đó giá cổ phiếu MCH xứng đáng là 82.000 đồng đến 106.600 đồng vào cái thời điểm à tháng 11 năm 2023 này. Và lưu ý các anh chị đây là định giá trị hợp lý của cổ phiếu này ở trong vùng như vậy. Tiếp theo, chúng ta đến với phương pháp định giá thứ hai là phương pháp định giá P trên B. Thì P là giá của cổ phiếu, B tức là viết tắt của từ book value per xe thì hay nói cách khác là giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu trong tiếng Việt. Thì bằng với vốn chủ sở hữu thuộc cổ đông công ty mẹ chia cho số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty đó thì ra giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu P trên B là hệ số giá trên giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu P trên B ngoài việc tính lấy giá của cổ phiếu chia cho giá trị sổ sách trên cổ phiếu còn có thể thay thế bằng vốn hóa thị trường của toàn bộ doanh nghiệp đó tức là giá của thị trường của toàn bộ doanh nghiệp đó chia cho vốn chủ sở hữu thuộc công ty mẹ của doanh nghiệp đó thì ra P trên B Vậy giá cổ phiếu hợp lý thì sẽ bằng P trên B hợp lý nhân với giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Tôi lấy ví dụ P trên B của cổ phiếu à, xứng đáng là hai lần chẳng hạn. Giá trị sổ sách là 15.000 đồng thì suy ra giá hợp lý của cổ phiếu là 30.000 đồng. Nếu giá thấp hơn 30 là rẻ, giá cao hơn 30 là đắt. Và chúng ta ứng dụng phương pháp định giá P trên B vào cổ phiếu như sau Ví dụ ở đây là báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MBB. Thì giá trị sổ sách của cổ phiếu MBB sẽ được tính như sau. Đầu tiên chúng ta lấy tổng vốn chủ sở hữu là 91.763 tỷ đồng. Chúng ta trừ đi trừ đi lợi ích của cổ đông không kiểm soát, tức là cái giá trị sổ sách ấy không thuộc cổ đông của ngân hàng MB là 3.914 tỷ đồng. 3.3914 tỷ đồng sau đó chúng ta chia cho số lượng cổ phiếu của MB thì MB không có cổ phiếu quỹ vốn điều lệ là 52.141 tỷ suy ra số lượng cổ phiếu là 5 tỷ 214 triệu 841.000 cổ phiếu thì khi chúng ta chia ra được thì giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu là 16. 848 đồng trên một cổ phiếu. P trên B hợp lý của MB là một cổ phiếu ngân hàng đầu ngành và trong lịch sử thì cũng có trung bình đâu đó khoảng 1,5 lần. Thế do đó hợp lý có khoảng 1,5 lần. Nếu vậy thì giá cổ phiếu MBB xứng đáng là 25.272 đồng trên cổ phiếu. Như vậy giá cổ phiếu hiện nay là khoảng 17.900 đồng chẳng hạn. Như vậy là đang thấp hơn so với giá trị tiếp theo phương pháp định giá p trên s thì uh, p trên s là phương pháp như thế nào p đầu tư tiền là giá trị thị trường của cổ phiếu s tức là viết tắt của từ sale sale đúng không ạ sale thì khi đó uh, hay còn gọi là revenue nữa thì là doanh thu trên mỗi một cổ phiếu thì doanh thu trên mỗi một cổ phiếu thì bằng doanh thu thuần của cả công ty chia cho số lượng cổ phiếu lưu hành thì ra doanh thu trên mỗi một cổ phiếu. P trên S tức là hệ số giá trên giá trị doanh thu mỗi cổ phiếu. P trên S có thể tính bằng như ở công thức trên đó là giá thị trường của cổ phiếu chia cho doanh thu của mỗi cổ phiếu. Nhưng chúng ta cũng có thể tính thay thế bằng vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đó tức là giá của toàn bộ doanh nghiệp đó được định giá bao nhiêu chia cho doanh thu thuần của cả doanh nghiệp đó thì chúng ta ra P trên S và giá cổ phiếu hợp lý thì sẽ bằng P trên F hợp lý nhân với doanh thu mỗi cổ phiếu. Tôi lấy ví dụ vào năm 2014 14, 15 gì đấy, quanh giai đoạn đó. Thì tập đoàn Thái Lan mua lại Bixi hay là có một tập đoàn khác Thái Lan mua lại Metro ở Việt Nam. Thì họ trả P trên S khoảng 1,2 lần. Thế là họ nhân doanh thu của Bixi khoảng mười mấy ngàn tỷ lên nhân 1,2 lần lên. Ủa, hoặc nhân 1,4 lần lên Thì họ ra vốn hóa Ra giá trị của cái công ty đó Là khoảng 20.000 tỷ chẳng hạn Thì đó là định giá P trên S Anh chị lưu ý nhé Tiếp theo Vậy áp dụng như thế nào Thì doanh thu thuần 9 tháng 2023 Của Thế giới Di động đạt 86.858 tỷ đồng Cả năm thì đạt dự khoảng 120.000 tỷ đồng Nếu đối chiếu với các doanh nghiệp bán lẻ tương đương có cái vị thế tương đương trong khu vực thì P khoảng từ 0,8 đến 1,2 lần. Thì như vậy giá cổ phiếu hợp lý từ 66.000 đến 99.000 đồng. Tuy nhiên cái P này thì chúng ta cần phải lưu ý là phương pháp này nó biến động mạnh quá, nó hơi nhiều. Và nếu mà doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả thì P, P có thể thấp hơn. Ờ, đúng không ạ? Hoặc là doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng, hoảng suy thoái trầm trọng chẳng hạn. P thậm chí không có ý nghĩa nữa. Thế thành ra về phương pháp này chúng ta cũng cần phải có rất nhiều kiến thức lưu ý đánh giá một cách cẩn thận thì mới áp dụng được. Còn ở trên đây là chúng tôi đưa ra là ví dụ thôi chứ cũng chúng tôi cũng không khẳng định là giá cổ phiếu từ mức đó đến mức đó. Anh chị lưu ý nhé. Tiếp theo là về thứ tư phương pháp định giá chiết khấu cổ tức. Thì đây là một cái phương pháp thường áp dụng đối với những doanh nghiệp có cổ tức nhiều bằng tiền mặt. Anh chị lưu ý thì định giá chiết khấu cổ tức thì P là giá hợp lý của cổ phiếu. D1 là cổ tức của năm tới. Ví dụ bây giờ là 2023 thì phải lấy cổ tức của 2024. R là lợi suất yêu cầu. G là tốc độ tăng trưởng cổ tức dài hạn. Vậy thì giá cổ phiếu hợp lý P sẽ bằng D1 chia cho R trừ G. Ở dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng cái phương pháp định giá chiết khấu cổ tức vào cổ phiếu NT2. Thì cổ phiếu NT2 với dài hạn cổ tức có thể đạt 2.700 đồng. Lợi suất yêu cầu của NT2 là khoảng 10% chẳng hạn. Tốc độ tăng trưởng dài hạn của NT2 là 0%. Thế như vậy giá cổ phiếu NT2 bằng 27.000 chia cho 10%, tức là 2.700 đồng cổ tức chia 10%, tức là bằng khoảng 27.000 đồng trên cổ phiếu. Phương pháp thứ 5 mà chúng ta áp dụng trong việc định giá cổ phiếu và phương pháp này rất được các nhà đầu tư thuần giá trị, những người mua doanh nghiệp thì họ rất quan tâm và áp dụng phương pháp này rất là triệt để và rất yêu thích cái phương pháp EV trên EBITDA này. thì EV thì người ta viết tắt của từ Enterprise Value tức là giá trị doanh nghiệp, EBITDA là viết tắt của từ Earning Before Interest, Tax, Depreciation vân vân. đó thì liên quan đến thì EV là giá trị doanh nghiệp thì bằng với vốn hóa thị trường của toàn bộ doanh nghiệp đó cộng với nợ vay của doanh nghiệp trừ đi tiền và tương đương tiền. Ở EBITDA thì lại là lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao khấu trừ. Thì bằng lợi nhuận trước thuế cộng với lãi vay cộng với khấu hao. Thì giá cổ phiếu hợp lý sẽ bằng gì? EV trên EBITDA hợp lý nhân với EBITDA trừ đi nợ vay cộng tiền và tương đương tiền trên mỗi cổ phiếu. Hoặc nếu tính đối với cả doanh nghiệp thì chúng ta chia cho số lượng cổ phiếu là ra giá, giá cổ phiếu hợp lý anh chị nhá. Tiếp theo thì áp dụng cái phương pháp EV trên EBITDA và cổ phiếu QTP thì ước năm 2023 thì EBITDA của QTP khoảng 1.700 tỷ khoảng 1.700 tỷ như vậy rằng là giá trị của QTP là bao nhiêu thì phụ thuộc vào EV trên EBITDA hợp lý của ngành của cái doanh nghiệp này là bao nhiêu Ví dụ như nếu mà giá hợp lý khoảng độ 6 lần chẳng hạn Thì giá trị thị trường của uh, toàn bộ doanh nghiệp nhé Tổng thể doanh nghiệp là lấy 6 x 1700 tỷ Tức là 10.200 tỷ Rồi chúng ta thực hiện các cái động tác Đó là chúng ta trừ đi nợ vay Chúng ta cộng thêm tiền và các khoản tương đi tiền Rồi chúng ta chia cho số lượng cổ phiếu Thì chúng ta ra giá trị của cổ phiếu QTP là bao nhiêu hợp lý thì trên đây chính là 5 cái phương pháp định giá cổ phiếu hiệu quả nhất đối với nhà đầu tư giá trị. Thì ở lựa chọn thứ 8, sau khi chúng ta có được 5 phương pháp, thì ở phần thứ 8, đó chính là 5 quyển sách nhà đầu tư giá trị không thể bỏ qua. Thì AZFIN sẽ giới thiệu đến các anh chị, để anh chị có thể đọc, tham khảo và áp dụng các cái quyến thức của 5 quyển sách kinh điển đó vào trong thực tế để mình nâng cao được cái kiến thức từ nền tảng kinh điển đến việc vận dụng vào trong thực tế sao cho hiệu quả nhất và cuối cùng cái phần bài tập về nhà cho các anh chị theo dõi chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z như sau thì uh, anh chị thấy phương pháp nào hiệu quả phù hợp với bản thân mình thì hãy để lại bình luận để ZFIN Việt Nam cùng trao đổi làm sâu sắc hơn cái vấn đề đó để giúp anh chị có thêm những kiến thức hữu ích từ các phương pháp định giá áp dụng vào trong đầu tư. Thì uh, xin chúc các anh chị có nhiều thông tin hữu ích trong cái chuỗi này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần thứ tám.